Chiều 17 tháng 4, phiên tòa xét xử ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và 11 đồng phạm bước vào phần xét hỏi. Tại đây, ông Tuấn đã khai nhận về lần nhận quà cảm ơn của các đơn vị trúng thầu trong vụ án đấu thầu thiết bị y tế. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, từ năm 2015, ông Nguyễn Quang Tuấn đã có chủ trương cho một số doanh nghiệp được ký gửi vật tư tại Bệnh viện Tim Hà Nội để bệnh viện sử dụng trước, sau đó chỉ đạo cấp dưới hợp thức hoàn thiện các thủ tục cho các doanh nghiệp trúng thầu để thanh toán. Quá trình đó, vào dịp Tết âm lịch năm 2016-2017, ông đã nhận quà cảm ơn của công ty Hoàng Nga là doanh nghiệp trúng thầu thiết bị y tế. Tại tòa, khi được xét hỏi, ông Nguyễn Quang Tuấn thấy rằng bản cáo trạng truy tố về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là đúng người đúng tội, không oan. Kết thúc phần xét hỏi, ông Tuấn cho biết đã hoàn trả lại khoản tiền bất hợp pháp là 10.000 đô la Mỹ. Vợ bị cáo đã nộp khắc phục hơn 6 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau tiến hành điều tra vụ phó trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện U Minh bị trộm gần 30 cây vàng ở nhà riêng. Trước đó, vào chiều 15 tháng 4, ông T, phó trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện U Minh, khóa cửa nhà đi công việc. Sau đó đến sáng 16 tháng 4, hàng xóm phát hiện nhà của ông T có dấu hiệu bị cậy cửa, mở tung. Kiểm tra tài sản trong nhà, ông T phát hiện mất nhiều vàng được cất trong phòng riêng. Công an tỉnh Cà Mau cử đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường vụ trộm, đồng thời phối hợp cùng công an huyện U Minh xác minh điều tra vụ việc. Ngày 17 tháng 4, Công an huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án bị can và lệnh bắt tạm giam Bạch Công Tình, 52 tuổi, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bình Sơn để điều tra về tội dâm ô người dưới 16 tuổi. Theo vụ việc, MN và T cùng 15 tuổi, học lớp 9, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bình Sơn bị ông Tình thực hiện hành vi dâm ô tại phòng làm việc trong thời gian học tập tại trường. Tại đây, hiệu trưởng đã hỏi về chuyện tình dục, có lời nói khiếm nhã và hành vi không đúng mực, dùng tay sầm sỡ và sờ vào bộ phận nhạy cảm trên thân thể các em. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Bạch Công Tình theo quy định pháp luật. Ngày 17 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo cảnh báo thủ đoạn lừa đảo xác nhận khuôn mặt nhằm mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử đứng tên nạn nhân. Thủ đoạn của đối tượng là giả dạng cán bộ cơ quan chức năng, cán bộ công an, cơ quan thuế hoặc người thân quen của nạn nhân. Đối tượng sử dụng công nghệ deepfake để giả dạng hình ảnh và giọng nói, thực hiện video call với nạn nhân để tạo sự tin tưởng. Trong lúc thực hiện video call, bằng nhiều thủ đoạn, đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân thực hiện nhìn thẳng, nghiêng trái, nghiêng phải. Bên cạnh đó, đối tượng sẽ ghi lại video và dùng nó để mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử với đứng tên nạn nhân. Tài khoản ngân hàng ví điện tử đó có thể sử dụng vào mục đích lừa đảo hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Nạn nhân khó có thể chứng minh sự vô can của mình do đã thực hiện bước định danh cá nhân. Chiều 17 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương xác nhận lực lượng chức năng vừa phối hợp khống chế đối tượng cướp ngân hàng trên địa bàn thị trấn Lai Uyên, huyện Bào Bàng. Tuy nhiên, khi phát hiện đối tượng, lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng đóng cửa ngân hàng, tìm cách khống chế đối tượng. Để tẩu thoát, đối tượng đã rút một vật giống súng bắn vào lực lượng bảo vệ, nhưng bảo vệ đã khống chế được đối tượng. Các lực lượng tham gia khống chế may mắn không bị thương. Ngày 17 tháng 4, tin từ cơ quan chức năng thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết, khoảng 10 giờ cùng ngày, căn nhà 138 Nguyễn Trung Trực chuyên kinh doanh vịt quay nằm ngay góc ngã tư Nguyễn Trung Trực, Chi Lăng, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá bị bùng cháy dữ dội. Lực lượng chữa cháy đã tiến hành phun nước sang tiệm bán đồ điện bên cạnh để làm nguội phần vách sát với đám cháy, không để cháy lan. Sau hơn 1 giờ chữa cháy, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, khi xảy ra vụ việc, căn nhà bán vịt quay không có người ở. Ước tính tài sản thiệt hại ban đầu lên tới hàng tỷ đồng. Rất may không có thiệt hại về người. Chiều 17 tháng 4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết những trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy liên tiếp trong hai ngày 15 và 16 tháng 4 đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Theo thống kê sơ bộ, thiên tai đã làm 50 căn nhà của các hộ dân ở 10 trên 16 xã, thị trấn bị tốc mái, mức thiệt hại hơn 30%, nhiều nhất tại xã Lộc Thiện với 12 căn bị tốc mái, kế đến là các xã Lộc Tấn, Lộc Thành. Lốc xoáy cũng làm gãy đổ hơn 3,5 hectare cây cao su, điều, rau màu của 47 hộ dân, gãy đổ trụ điện hạ thế tại khu vực ấp Cần Giật, xã Lộc Thành. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 2,6 tỷ đồng. Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Khánh cho biết, bên cạnh nhà cửa bị tốc mái, cây trồng đổ gãy, thì đáng tiếc nhất là hơn 10 tấn sầu riêng gần cho thu hoạch cũng bị rụng xanh vườn.
Ngày 17 tháng 4, đại diện trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh, Nghệ An đã có thông tin về việc một nữ sinh của trường này tự tử tại nhà riêng. Trước đó, đêm 16 tháng 4, một tài khoản Facebook được cho là người thân của nữ sinh N, lớp 10A15, trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh, đăng tải bài viết về việc nữ sinh tự tử tại nhà riêng. Sau đó, nội dung đăng tải nhận được hàng ngàn bình luận chia sẻ. Ông Phạm Xuân Trung, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh cho biết, sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã phối hợp với gia đình lo hậu sự cho em N, đồng thời tiến hành xác minh làm rõ sự việc, nhất là những thông tin đăng tải trên mạng xã hội để làm rõ các mối quan hệ của em N và bạn bè trong trường và lớp. Còn ông Nguyễn Hồng Xoa, trưởng phòng công tác chính trị trường Đại học Vinh cho biết, sau khi em N mất, trên mạng xã hội lan truyền clip học sinh đánh nhau. Nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm và 5 học sinh đại diện của lớp 10A15 lên làm việc và xác định sự việc không xảy ra trong khuôn viên của nhà trường. Em học sinh bị đánh và những học sinh xuất hiện trong clip không phải là học sinh của trường.